cái dòng nước sông Hương lúc này tại cầu Phú Xuân mọi người nhé. Ở đây mình đang đứng ở trời nó mưa to, đập đá nước nó tràn lên chuẩn bị lên rồi mọi người. Ở đầu nguồn thì nước mưa khá là lớn, lượng mưa khá là lớn cho nên là sáng nay nước sông Hương về quý cô bán chị cái đoạn mà cầu Giả Viên là hay là sâu nhất mọi người, còn là thấp nhất của cầu đi bộ của Linh. Đó, nước tràn lên chỗ đánh cá này. Tràn ở đây rồi mọi người này. Sông Hương tràn lên thế này rồi. Giờ khủng khiếp. Trời chưa. Ở bên bến Lật Đời này nó thấp hơn đó mọi người. Tháng 10 năm 2023 và đây là đập đá mọi người nhé. Mọi con thấy tình hình rác thải sông Hương nó đầy về đây. Nhìn mênh mông bát ngát là nước luôn mọi con. Đầy về bên dòng sông Hương này. Đó, một phần nó mắc lại cầu của Lim. Thôi nguồn nước sông Hương vậy thì khủng khiếp không? Đây bà con đang đi làm ở cầu Phú Xuân. Khủng khiếp mọi người ạ. Bây giờ ơi con mưa kinh khủng quá mọi người. Highland này là bị ngập sâu. Đó. Highland này ngập sâu mọi người. Đi qua bên kia là ngập sâu. Đó. Sông Hương lúc này mưa to. Ngập sâu. Đó. Chúng ta sẽ đi qua chỗ này ta xem một con. Chẳng lần khủng khiếp luôn. Úi giời. Đầu nguồn về chảy rất là nhanh. Đến Kim Long. Wow. Đoạn đầu kia nó bị sao khủng khiếp không. Úi giời.
Sáng nay mình cập nhật dọc cái tiếng sông Hương này mọi người nhé. Cô đồ Huế lúc này là cầu Phú Xuân. Nơi ở đồng sông Hương nước nó cũng lên ngang cái bờ cỏ ở dưới đây này, ngang cái cầu này. Mưa nó khá lớn, khá lớn mọi người. Qua là ở các hiểm miền núi là mưa rất là lớn. Mình thấy mọi người cập nhật cái tình hình nước lũ lên ở miền núi cũng khá là dễ sợ, cho nên là sáng hôm nay nước sông Hương nó lên. Thank you.
trên đoạn cầu Gia Viên. Rồi cho nó bay xuống té nửa đoạn này, chắc nó còn đang đi lại. Nước lên ở sông Hương và mưa lũ ở miền Trung, Cố đô Huế. Cảm ơn bà con đã đồng hành cùng mình.